Rồi, ok, hello anh em, chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube của Rock F2P nha. Và tiếp tục với chuyên mục tuyển quân cho mấy anh em trong Rise Kingdom thôi. Thì hôm nay mình sẽ review một cái nick tới từ Kingdom 3023 nha anh em, với tên là Lemon Chi. Đấy thì bạn này hiện tại mình thấy sức mạnh cũng khá là cao, 103 triệu. Và điểm tiêu diệt cũng khủng nha anh em, 11 tỷ 600 triệu điểm tiêu diệt. Wow. VIP thì cũng là VIP 18 rồi, nhiều nay chưa nhận quà, để tôi nhận hộ cho. Một ngày 1587 ngày đăng nhập nha anh em. Có cấp VIP 18 rồi. Ở đây thì mình thấy là ở rương VIP là cũng mua hết luôn này. Wow. Cũng đầu tư dữ ta. Ở ngoài thì còn 16.000 game thôi và tài nguyên thì ở đá là hơi lệch nha. Nick này là cần phải đập đá nhiều lên. Mình thấy là còn tới 7 tỷ đá cơ, trong khi gỗ với lúa thì gần hết rồi. Rồi, ở đây thì anh em có thể thấy luôn là nick hiện tại đã tham gia là 4 lần KVK này. Được không cái hồng đồ. Ui, nick này đen thế. Okay. Tiêu diệt nhiều nhất 119 triệu là cũng chịu đánh đấy chứ. Chữa lành nhiều nhất 51 triệu này. Hy sinh nhiều nhất cũng 5 triệu lính nhưng mà lại không được cái hồng đồ nào, hơi đen. Ở chiếc rương của thần Osiris thì cũng đánh 62 trận, thắng được 35 trận nha. Ở về phần thông tin thêm, sức mạnh tối đa lên tới là 223 triệu, chết 61 triệu lính này. Thu hợp tài nguyên 22 tỷ 4 và hỗ trợ tài nguyên là 94 tỷ. Chỉ số thì nói là cực kỳ cao, đặc biệt là cái chết nha. Chết 61 triệu lính là nhiều lắm đấy anh em ạ. Đây là chi tiết đội quân này, thì nick hiện tại còn 6 triệu 4 lính và có 1.478.000 kỵ T5 này, gần 1.2 triệu cung T5 và 638.000 bộ T5 nha anh em. Và chỗ này thì mình cũng thấy là xe T5 rất là nhiều, thậm chí còn xe còn nhiều hơn bộ luôn. Không có xe T4 luôn, 994.000 xe T1 nữa. Và lính T2 cũng rất là nhiều. Nên tổng lính T2 ở đây nó phải tầm 900.000 lính T2 hơn rồi. Ở trong thành phố thì mình thấy là bạn ấy trang trí cũng khá là đơn giản. Có 3 cái nhà đang luyện lính T4 này và một cái nhà đang luyện xe T5. Ở skin nhà thì mình thấy đang dùng cái nhà cung, đây là nhà lâu đài ngôi sao. Skin thì không trang trí ở trong thành phố luôn ấy. 41 skin nhà tất cả nha. Và về nhà huyền thoại thì mình thấy là ở đây bạn có một cái nhà lâu đài ngôi sao này là phòng thủ cung 15%. Một nhà nữa là pháo đài trên đảo thiệt hại kỹ năng 5%. Đây là một trong các skin nhà rất là đẹp của game. Tiếp đó là có nhà diệt phi tấn công cung 10%. Ok, ba nhà huyền thoại, còn lại thì toàn nhà tím. Nick này thì hôm nay mình thấy là bạn cũng chưa có nhận mấy cái quà ngày luôn này. Đây là rương huyền thoại, mình mở luôn này. Ok, mở ra khăn béo. Ôi, mở ra khăn béo mà quy ra tượng như này là chứng tỏ nick này mắc cả thành cát Tư Hãn à. Cũng đỉnh đấy anh em ạ. Ok, chưa thấy bạn nhận quà gì luôn. Đây có mấy cái rương vũ trang này, nhận thử phát. Ui, hôm nay đi du lịch hên thế. À, đi điều động hên thế, được ba cái rương cam luôn. Rồi, thêm mấy cái đồ tím để xem có được gì ngon không. Đấy, người tốt việc tốt anh em đấy. Rồi việc cao, anh em thấy ai gọi là có tâm như tôi không, vào mà thấy mỏ game mà tôi đào hộ cho anh em luôn. Đấy, bây giờ là thấy anh em chưa làm gọi là nhiệm vụ hàng ngày, tôi cho đi du lịch với điều động luôn. Đấy, mai mốt vào khéo thấy bãi man đông đông của tôi còn kéo hộ luôn nhưng không biết chừng. Ok, để ở chỗ này mình sẽ xem về cái mục chỉ huy đi, xem tí làm tướng tá như nào. Ai da, ui mắc nhiều tướng kìa bọn, định này khủng đấy. Ui, mắc nhiều tướng vãi trưởng. Đến một số tướng cam nào. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, rồi bao nhiêu? 36, 38, 40, 42, bao nhiêu? 42, 44, 45. 45 con tướng cam mắc các bạn. Wow. À mà cũng đúng mà, nick này lúc đầu mình vừa vào mình thấy sức mạnh tối đa hơn 200 triệu mà anh em. Chẳng có ông nào hơn 200 triệu pound mà kiểu nông dân hết á. Đây là Gia Cát Lượng nha, số kéo man Gia Cát Lượng là 1 tỷ 3 này. Và về đồ cam, hiện tại thì Gia Cát Lượng cũng full một set hàm rồng, 8 món ta lần luôn. Nón cộng 2, áo cộng 5, vũ khí cộng 5, quần cộng 5. Ở đây có một cái sừng thịnh nộ cộng 5, ui cái này là rất đáng tiền anh em. Cái này cái lượng xu, lượng KVK các bạn đánh trinh phạt để đổi mảnh bán vẽ là cũng hơi mệt. Có ta lần luôn, Gia Cát Lượng này là cũng thuộc là hàng ngũ ở Gia Cát Lượng thần rồi anh em ạ. Nhưng mà cái giày này thì chưa có lên nha, giày mình thấy bây giờ nhiều nick là cũng đúc lên giày cộng 5 để lấy tốc chạy ấy. Nhưng mà nick này thì quyết định là chưa có lên giày. Ok, Gia Cát Lượng rất mạnh nha. Đây là về vũ trang của Gia Cát Lượng. Thì chúng ta có một binh văn là dũng mãnh này. Rồi phi thường, binh văn hiếm là gom lửa tăng sát thương kỹ năng thêm 4%. Mọi thiệt hại 1.9. Ở ba dòng cung ở đây thì chỉ số tôi thấy rất là cao. Chỗ này là được 25.1 chỉ số cung luôn. Gia Cát Lượng rất mạnh nha anh em.
Tiếp đó là có Asher. Cái này hai con tướng mạnh nhất đầu tiên lại là hai con tướng cung. Asher thì có một cái nón cộng 1 này, Talon cung, đây nón hàm rồng. Một cái vũ khí KVK Talon luôn. Áo, quần, tay, giày cũng cộng 1. Phụ kiện thì ánh sáng đêm trường cộng 1 luôn, có Talon. Và cái phụ kiện còn lại, đây là cái nhẫn tận thế thì đang còn Ngọc Trinh anh em. Nick đánh chắc là hai đạo cung mạnh nhất quá. Cái đội hình này thì mình thấy là không có minh văn hiếm, không có minh văn huyền thoại, tuy nhiên thì vẫn có hai minh văn thường và ba cái dòng chỉ số cung mình thấy cũng rất là cao. Chúng ta có là hơn 26% chỉ số cung rồi. Tiếp đó chúng ta có Nevsky. Nevsky 8 món Talon luôn. Wow. Full set cộng 1, vũ khí KVK, quần lẻ nha anh em. Mặc cái set đồ này thì sẽ kích được. Ủa không kích được anh em ạ. Cái này là chúng ta có một cái tay lẻ nữa. Ở đây chỉ có hai món thôi, kích được cái dòng sức mạnh đội quân 3%. Phụ kiện dùng thì là nhẫn tận thế và dao găm ẩn nhá anh em. Và mình sẽ xem về vũ trang. Thì đây là vũ trang của Nevsky. Vũ trang này thì ba dòng kỵ binh mình thấy là cũng được được hơn 23% chỉ số kỵ rồi, với ba cái minh văn là khỏe mạnh này, ở chiến hỏa và tinh nhuệ. Ok, nói chung là về vũ trang của Nevsky mình nghĩ là vẫn đẹp, không được gọi là đẹp về hình thức rồi, nhưng mà chỉ số thì vẫn nhiều. Tiếp đó là chúng ta có Gogo. Gogo hiện tại cũng đã mắc rồi, có nón này, áo, vũ khí, rồi quần cộng 2, tay cộng 2, đấy còn lại cộng 1 hết. Talon 7 món nhá. Thêm một cái nhẫn tận thế có Talon. Ở đây có một quyển là quyển sách báo thù thì cũng đang còn Ngọc Trinh. Gogo thì dùng đội hình tam giác à, chắc là đang chưa mở được đội hình gòm. Có hai minh văn chiến hống với hoãn lại này. Ngoài ra thì ba dòng bộ binh ở chỗ này thì tôi nghĩ là cũng được 21.4 chỉ số bộ rồi, với mọi thiệt hại 1%. Nói chung là cái set vũ trang của bạn thì mình nghĩ là nó không được gọi là quá mắc binh ấy, nhưng mà vẫn còn tương đối nhiều dòng lẻ. Cha Gian thì chúng ta cũng có được 5 món cam có Talon nha. Tuy nhiên thì mới biểu trưng được có 4 món cộng 1 thôi, hai phụ kiện còn xài là phụ kiện tím. Và đây là set đồ bộ binh nha anh em. Bây giờ thì có set lãnh đạo rồi. Chúng ta tiếp tục có một cái đội hình lệch. 3 minh văn là sát nhập, tăng sát thương người dã man, thôi bỏ đi. 2 minh văn còn lại là đạn đạo này. Các bạn sẽ không dùng đội hình V thì gây thêm 1.5 sát thương phản công. Thêm minh văn chiến đấu, tăng thêm 1.5 sát thương thường. Đấy, 3 dòng bộ binh thì tôi nghĩ là chỗ này cũng không cao lắm. Đây đội hình lệch mà có mấy ai mà gọi là đầu tư vào đội hình lệch đâu. Tiếp đó có hạng vũ. Hạng vũ thì mình đang thấy là không mặc trang bị, cũng hơi lạ nhỉ. Đây là Tào Tháo. Chắc là mặc đồ để kéo man. Tào Tháo thì chúng ta có một cái vũ khí thường, có Talon kỵ binh luôn, chống trận này, với lại một cái tay cam. Tiếp đó là Sơn Đế Ốc, mặc set tím. Flavius đã mắc nhỉ, Boudica mắc luôn này. Mình cũng không thể xem hết tướng ở những cái nick mà nhiều tướng như thế này được. Có Gigamet mắc. Gigamet thì ăn bao nhiêu tượng đây? Ăn có 61 tượng thôi. Đầu tư quá trời tượng tướng để nâng sao này, đầu tư thế. Mình thấy hơi phí. Đây là con Almanitor cũng mắc luôn. Nick này chắc kiểu cũng từng chuyên cung. 550 tượng cho Almanitor, giờ cũng không xài luôn. Có Henry đã mắc này. Henry thì dồn 610 tượng nha. Ui, đầu tư 378 tượng Etherflex để nâng sao à. Phí vậy ta. Như tôi toàn để tôi bán tín dụng. Justinian đệ nhất mắc luôn. Justinian thì dồn vào là 520 tượng này, ăn được một cái top 1. Tiếp đó chúng ta có Herman. Herman thì dồn vào 613 tượng nha. Đấy, bạn này bạn cũng rất là đầu tư tướng nha anh em. Đây, 670 tượng vào Leonidas, 48 tượng AE mà nâng sao. Phí nhờ, sao mấy ông này không có tiết kiệm tượng con Etholvaleta để bán lấy tín dụng mua vé bay ngon hơn chứ. SCPOP 579 tượng này. Doan P cũng 493 tượng, chứ mà quay vòng quay cũng nhiều. Sau đấy kết hợp với cả gọi là dồn tượng chung nữa. Có Võ Tắc Thiên max skill luôn này. Di Song Di kéo man bao nhiêu? Ở đây là Mina chứ, lộn. Đây Di Song Di kéo man 1.1 tỷ. Đấy, nick này cũng không kéo man mấy nha anh em. Có cả hơi thở của tiềm thức thứ hai này. Nói chung là vừa vào thấy mua hết gói VIP và thấy đẹp trai rồi. Nhưng mà chỉ xài có 5 set cam thôi. Mình đã xem về túi đạo cụ xem còn cái set cam nào chưa được sử dụng không. Đây là ở mục tài nguyên trong người. Thì chỗ này mình thấy là còn dư 4.3 triệu điểm VIP này. Tiếp tục chỗ này là 265 cái 1.000 điểm VIP nữa. Ok, điểm VIP dư rất nhiều. Túi tài nguyên, ok, túi tài nguyên cũng dư nhiều anh em. Nick này lực còn khỏe lắm. Quan trọng là tăng tốc. Tăng tốc nick này thì không nhiều lắm anh em ạ. Chúng ta chỉ có 4.900 cái tăng tốc 60 phút thôi. Tăng tốc 1 phút là tăng tốc chung cũng 121.000 cái này. 3 giờ 251 cái này, 8 giờ 1 cái. Tăng tốc thì còn hơi ít nha. Tài nguyên thì rất là nhiều, nhưng mà tăng mạnh. Chúng ta có kho dự trữ cấp 4, 124 cái. Mở rộng đội quân nâng cao 50%, 28 cái, ok. Tăng thủ 10% còn đúng duy nhất 1 này. Đây là thiết bị.
Thiết bị thì hồi nãy mình check thì mình thấy là có 5 set cam, là tôi hơi bất ngờ tại vì mình thấy nick này rất là nhiều tướng ấy. Thì ở đây mình sẽ đếm về tổng số đồ cam nhá. 1 2 3 4 5 6 7 đúng không? 7 6 là 42 cộng với một món nữa là 43, trên này 40 món nữa là 47 món cam. Ở 47 món cam và một set cam thì 8 món, như vậy là nick này là gần gần 6 set cam anh em ạ. Chỗ này có một cái vũ khí là chưa có xài này. Gần 6 set cam nha, đây còn mấy món cam bạn chưa xài đến. À, nhưng mà nick này thì ít đồ cam, nhưng mà đổi lại thì bạn ấy có một cái set cộng 5, tôi nghĩ khá là lực. Một cái set gần full cộng 5 mới đúng. Talent cũng rất là nhiều. 1 2 3 3 cộng này 5 là 8, 8 6 này là 14, cộng 6 nữa là bao nhiêu? 20 cộng 5 là 25, cộng với 4 nữa là 29, cộng với 4 nữa là 33, cộng với chỗ này 4 nữa là 37 món cam tổng nhá. Nói chung là talent rất là nhiều. 37 món cam talent là nhiều chứ, nói chung là kiểu bạn ấy kiểu tinh luyện ấy, với biểu trưng là nhiều các bạn. Đây là một vũ trang này, mình thấy là cũng còn một số rương vũ trang, 23 cục đá tẩy luyện với 2 cục đá cài lại tẩy luyện. Đây là mục khác. Vẫn có 7 cái vé số lung linh, đây là cái vé số 5 đô. Đấy các bạn có thể tặng bằng cách ấn vào đây. Vãi, nick này có tới 11 cái cúp huyền thoại. Ủa. Ê, cúp huyền thoại này mở là được hơi nhiều tăng tốc nha, 11 cúp huyền thoại, 9 cái cúp tím, một cái cúp lam. Hết tăng tốc mở mấy cúp này ra là được thêm chắc phải mấy trăm tiếng tăng tốc ấy. Quá ngon. 120 rương AE này, được test nhân phẩm thử phát xem có ra gì không. Ok, không có là chọc vàng. Nhưng mà bạn này có cái là bạn ấy dùng tượng AE nâng sao nhiều, mình thấy là hơi phí. Vé bay còn 78 vé này. Cũng có thể do người ta hết sao vàng ấy nên người ta nâng các bạn. Đây, 711 tượng huyền thoại này. Ở sao vàng giữ rất nhiều nha, nhưng mà có thể cái thời gian mà ở nâng tướng lúc đầu ấy thì không có sao vàng nên là dùng tượng AE. Chứ thực ra các bạn dùng tượng ở nâng sao nó cũng đâu có được bao nhiêu phần trăm đâu. Các bạn dùng sao nó mới ngon. Tượng AE mình toàn bán lấy tín dụng mua vé bay cái thứ ngon hơn. Mình sẽ xem thử một số đội quân trên Open Field. Cái nick này thì có thể đánh được mắc là 6 đạo thôi. Thì ở đây mình thấy có đạo đầu tiên là ra các lượng Richard kéo man này, đạo 2 là Tào Tháo Di. Ở dưới này chúng ta có Gogo kết hợp với Zeno để dép. Nepki Justinian Rally này. Asher ra các lượng cũng để Rally luôn. Rồi thêm một con là con Herman Di, các để đánh nhau. Rồi Chazan AE. Mình nghĩ là năm cái đạo, mấy cái đạo màu đỏ này chắc là để rally thôi. Còn dưới này mới là mấy đạo đánh đồng. Thì ở đây chúng ta có đạo 1 là ra các lượng Herman. Đạo 2 là Asher Nebu. Nebu thì nhiều người lựa chọn thay vì con Z, tại Nebu nó có tốc chạy nhanh em. Tiếp đó là Nebuan này. Đạo 4 là Quan SC này. Đạo 5 là Chazan AE. Dưới này có thêm Gogo Zeno để dép. Tức là hình dung là bạn này, ví dụ bạn có mở 7 đạo ấy, thì dưới này mình thấy có một đạo một lính. Thì tôi nghĩ là nick này có thể là đánh 5 đạo đánh đồng thôi, một đạo đồn trú nhặt đá. Đây có thể mở rally bằng Asher ra cắt lượng để mở rally một lính. Hiện tại thì kingdom 3023 của bạn này là bạn ấy cũng đang có nhu cầu tuyển anh em về chơi luôn. Thì nãy giờ mình cũng show nick cho các bạn rồi, thì thậm chí cái liên minh này sức mạnh chỉ có 4 tỷ 4. Như vậy là một liên minh seed cực kỳ thấp luôn. Đấy, có một clan top 2 nữa là 1 tỷ 2. Đấy, thực ra kingdom 3023 vẫn là một kingdom tương đối trẻ. 4 tỷ 4 thì thực ra là thấp thì đúng là thấp so với chinh phạt, nhưng mà so với kingdom trẻ tôi nghĩ là cũng không quá thấp. Ngoài ra thì khi mình ấn vào đây thì cũng thấy luôn dòng chữ là quan trọng là chất lượng này chứ không cần số lượng. Đó, ở đây anh em thấy là toàn Việt Nam thôi. Các bạn nào mà thích bay về chơi với kingdom Việt Nam, đây tôi nghĩ chắc phải seed D luôn rồi, quá seed cực thấp rồi các bạn. 4 tỷ 4 sức mạnh nha, thì anh em có thể liên hệ về kingdom mới thì các bạn về các bạn xây dựng thôi. 4 tỷ sức mạnh mà điểm tiêu diệt mình thấy là cũng 104 tỷ là cao đấy. Về sức mạnh cá nhân thì cái nick Lemon Chí, ở đây có một nick Lemon Chí nữa là top 1 này, 122 triệu. Ở Pao thì chắc là cũng nick bạn này luôn. Điểm tiêu diệt 10 tỷ 7. Cũng tham gia 3 lần KVK, chưa được cái hồng đồ nào. Mình thấy cùng một avatar chắc là cùng một người thôi. Top 2 là V Hưởng này, cũng 4 tỷ 3 điểm tiêu diệt, sức mạnh 111 triệu này. Ở top 3 là 3ZT à, top 4 là cái nick mình đang review luôn. Đấy, bên này thì tôi thấy cũng rất là đông anh em Việt Nam. Đấy, được có 4 nick ở trên 100 triệu bao. Kingdom thì chắc cũng đang có nhu cầu là tuyển anh em về cho mạnh lên, đánh KVK cho sướng. Đó, bên này còn nhiều slot lắm, dưới này mình thấy là nhiều nick là còn ở những clan đâu đâu không à. Đây, về kỹ năng cá nhân thì top 1 là một cái nick LW Teddy. Hình như cái bạn Teddy này hôm trước cũng có gửi tôi review đấy, nhưng mà tôi cũng quên mất tiêu. Nick này rất là mạnh nha, 14 tỷ 2 điểm tiêu diệt. Rất khỏe nha anh em. Top 2, top 3 là cùng của cái nick của bạn Lê Bần Chi này luôn. Top 3 là 3, top 4 là 3ZT này.
top 5 là LWV hưởng, toàn Việt Nam thôi. Đấy, cũng được 4 ông đầu tiên là gánh hết Q-point của Liên Minh rồi. Còn dàn ở dưới thì mình thấy là Q-point vẫn còn khá là thấp. Ở đây thì mình thấy là được 35 người chơi là Q-point trên 1 tỷ. Đó thì hiện tại anh em nào mà thích đánh sit thấp Open Field với anh em Việt Nam thì các bạn có thể liên hệ với các bạn R4, R5 ở đây nha. Nói chung là đánh sit thấp thì yêu cầu các bạn vẫn cứ nhắn tin trực tiếp để xem người ta yêu cầu cái gì nhá. Kiểm tra một chút về mục nạp tiền thì hiện tại bàn này bạn cũng đang nạp lại ngày thứ 3 này. Đây là gói hàng ngày, kho cung cấp. Kho cung cấp đang nạp gói vũ trang. Nói chung là chơi kiểu nhiều nick ấy, bàn này tôi nghĩ là ít nhất cũng 2 nick rồi thì cũng hơi khó để đầu tư cả 2 nick được, đúng không? Đây mục ưa thích, một số cái liên minh. Ok, một số cái chiến báo các thứ thôi, không có gì hot cả anh em ạ. Ở đây mình thấy là đang hiện cái đăng ký KVK nhưng 3023 skip nha. Nên các bạn vẫn còn thời gian khá là dài, tầm 2 tuần nữa để anh em ứng tuyển nhập cư về The Kingdom 3023. Và mình nghĩ là mình cũng đã soi hết tất cả những cái gì có trong tài khoản của các bạn Lê Mần Chi này rồi. Anh em nào mà quan tâm thì cứ nhắn tin trực tiếp dàn R4R5 nha. Cảm ơn anh em theo dõi hết video và chúc anh em chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.